Nhiều năm qua, trong tủ thuốc gia đình chị Trịnh Thị Thanh Thủy luôn có sẵn tinh dầu tràm phòng khi trái gió trở trời. Trong thời điểm dịch bệnh do chủng mới của virus corona đang diễn ra, chị Thủy vẫn tiếp tục sử dụng dầu tràm như một bài thuốc kháng khuẩn, ngăn ngừa cảm cúm cho cả gia đình. Mùa lạnh đó, thì nhà mình đó thì bé nhỏ nó cũng hay sụt xịt mũi đó, là hay thoa dầu, tắm bé xong rồi thì thoa dầu ở ngực, ở lưng để mà phòng ngừa bé cảm cúm. Dầu tràm thì mình có thể mình sử dụng, mình thoa vào người thì nó cũng khử khuẩn. Rồi còn không thì là mình có thể mình chấm vào trong cái khẩu trang vải cũng được. Thông tin đó dù là chưa có chính thức nhưng mà mình nghĩ là người dân mình mua để bảo vệ bản thân mình thôi, để diệt virus. Và mình nghĩ là trong cái tinh dầu tràm nó cũng có những cái tinh chất rất là tốt để cho mình diệt khuẩn. Thành phần hóa học có trong tinh dầu tràm thì nó có hai cái phần đặc biệt, đó là cái terpinol và cái cineol. Thì hai cái thành phần này nó có tác dụng kháng khuẩn và nó làm ấm cơ thể. Nó phù hợp với cái kinh nghiệm dân gian từ trước, khi sử dụng từ trước tới nay, đó là nó có công dụng là nó ngừa được cái cảm lạnh nè, nó làm cho cơ thể mình ấm lên nè, nó làm cho giảm ho, nó làm cho lông đờm. Thực sự mà nói thì cho tới bây giờ chưa ai dám khẳng định là có cái thuốc hay là cái phương tiện nào chống lại cái vi khuẩn, cái siêu vi corona nCoV như cái đợt dịch lợt này. Thì nó cũng góp phần vào, nó giúp cho cái cơ thể chúng ta ấm lên và giải quyết một số triệu chứng như là ho, như là sổ mũi, như là hắt xì hay đau họng. Tuy nhiên khi là cúm thì bắt buộc là phải đi theo cái cách ly cũng như cái phác đồ điều trị hiện nay của Bộ Y tế cũng như là cái hướng dẫn của Y tế Thế giới.